nhận định thị trường của chuyên gia bất động sản đến từ công ty tư vấn Savi Việt Nam. Ông Simon Ducky, giám đốc đại lý của công ty Savi Việt Nam cho rằng, đối với mảng bất động sản văn phòng cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, mặc dù tình hình hoạt động có cải thiện, tuy nhiên hiện tại trong những tháng tiếp theo, lợi thế trong các hợp đồng thương lượng vẫn đang tiếp tục nghiêng về phía người cho thuê do nguồn cung vẫn dồi dào. Về nguồn cung căn phòng sắp tới, chúng ta có các dự án nổi bật như tòa nhà Vietcombank, Lim Tower 2, một số dự án khác sắp tung ra thị trường. Tuy nhiên, theo như nhận định của Savio, thì thời gian tới sẽ là thị trường của khách thuê, đặc biệt là những công ty lớn, và đây cũng là đối tượng khách thuê của Savio. Hiện chúng tôi đang tập trung tìm hiểu nhu cầu của những công ty này, xem họ đang cần gì và mong muốn gì từ thị trường, chẳng hạn như diện tích sàn lớn, hiệu suất sử dụng cao, nhiều chỗ đậu xe, diện tích thuê tốt, vị trí thuận tiện, vân vân. Một số khách cần thuê văn phòng ở những vị trí xa trung tâm, nhưng khách thuê khác lại ưa chuộng khu vực quận 1 hay những quận lân cận. Ưu tiên của chúng tôi là tập trung vào nhu cầu khách thuê. Chúng tôi đang rất mong chờ sự gia nhập thị trường của các tòa nhà Vietcombank, Le Meridien trên đường Tôn Đức Thắng hiện đã cho thuê hết 10.000 m2. Empress Tower, Lim Tower 1, Resident Place là một số dự án khác cũng đã không còn mặt bằng trống. Do đó, chúng ta đang thiếu nguồn cung cho những khách thuê có nhu cầu diện tích sàn lớn. Chúng tôi hy vọng là sẽ nhìn thấy nhiều dự án gia nhập thị trường với diện tích sàn lớn, hiệu suất sử dụng sàn cao từ 1.000 m2, 1.400 m2, 1.500 m2. Sài Gòn Center giai đoạn 2 là một ví dụ điển hình. Nếu dự án này đưa ra thị trường vào năm 2017, sẽ có thể đáp ứng khách thuê cần diện tích lớn. Các dự án Times Square, Resident Place là những dự án văn phòng nhỏ. Một số những dự án gần đây cũng có nguồn cung khá nhỏ. Vì vậy, chúng ta đang mong chờ nguồn cung văn phòng có diện tích sàn lớn như tòa nhà Vietcombank, Sài Gòn Center và những dự án trong tương lai khác. Điều này sẽ mang lại cho thị trường những diện tích sàn lớn, giúp chúng ta có thể theo kịp sự phát triển của Jakarta, Singapore, Hồng Kông hay các thị trường khác. Những công ty về tài chính, công ty luật v.v. hay những công ty lớn khác đang tìm kiếm diện tích văn phòng lớn, hiệu suất sử dụng cao. Họ mong đợi thuê ít sàn, nhưng có thể cho nhiều người sử dụng trên một sàn. Chúng tôi dự đoán là khách thuê sẽ dẫn dắt nhu cầu này trong thời gian tới.